Tại quyền Thu Thừa, đoàn công tác của quyền do lãnh đạo quyền quỹ dẫn đầu đã đến thăm tặng quà gia đình có trẻ bị tai nạn bỏng. Hiện có gia cảnh rất khó khăn tại xã Tân Long. Trường hợp bị bỏng nặng là bé Trương Học Ngọc sinh năm 2013 và bé Trương Quang Khải sinh năm 2019 đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 9 năm 2022. Riêng bé Trương Học Ngọc bị bỏng với tỷ lệ trên 80%. Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy Lê Hoàng Cùng đã thăm hỏi động viên gia đình chăm sóc các cháu. Dịp này, Đại đức Thích Quá Minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kiến Tường, trụ trì chùa Thiên Phước, huyện Thủ Thừa cũng trao tặng cho gia đình bé Trương Học Ngọc số tiền 37 triệu đồng do Đại đức đóng góp và dần động mạnh thường quân hỗ trợ. Tính đến thời điểm hiện nay, Quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc cùng các ngành đoàn thể huyện đã vận động được trên 300 triệu đồng và 200 đô la Mỹ hỗ trợ gia đình chi phí điều trị cho khai bé